Này, trên mạng có nhiều những cái video clip bơm nước không cần điện, bơm nước miễn phí, không biết có thật hay không. Và bây giờ mình sẽ đi tìm một cái sự thật, bơm nước miễn phí không cần điện mà sao có hàng triệu người thu hút theo dõi. Để giải đáp thắc mắc này, mình sẽ tiến hành giải mã nó. Các bạn hãy cùng mình đi xem giải mã ha. Thank you.
Để mở ra thử đây nè, không thấy lên nước các bạn ơi. Rồi teo héo luôn, không thấy lên nước gì hết trơn luôn. Mấy clip trên mạng đa số toàn gian dối không mà cứ thu hút lượt xem hàng triệu lượt xem luôn á. Rồi sự thật là không có lên nước luôn, xạo không. Mình còn cách này nữa, để mình thử thêm một cách này nữa coi coi như thế nào. Nè lên nước nè các bạn, nhưng không đâu, toàn là giả dối không đó nha. Đó là cái thủ thuật của người ta, những clip trên mạng đó, ta làm thủ thuật thu hút hàng triệu lượt xem. Giờ mình sẽ quay camera lại cho các bạn xem. Để các bạn xem đây nè, để họ đánh lừa những cái clip trên mạng, kiểu view trên mạng đây nè. Đó, nó là một sợi dây ở dưới nước đó. Bởi vì nước không có thể nào chảy từ thấp lên cao được các bạn, làm cho sự nghịch lý. Bởi vì người ta xem, người ta thắc mắc, người ta tò mò. Giờ mình sẽ giật trần hết cho các bạn cùng xem. Ở bên đây nó truyền ống xuống máy bơm đây nè, đó, ống nước xong nó truyền đi xuống dưới nước á. Cảm ơn các bạn đã xem video giải mã bơm nước gần điện của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn, bạn có yêu thích kênh hãy đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.